Dùng xỉ than để trồng cây có tốt không? Xỉ than ở nước ta có thể nói là một nguồn nguyên liệu rất dồi dào và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi về việc sử dụng xỉ than để trồng cây. Vì vậy, mình sẽ chia sẻ rõ đến mọi người để hiểu rõ hơn về nguyên liệu này nhé. Trong xỉ than khô chưa qua xử lý vẫn còn lẫn những tạp chất độc hại nên không thể dùng để trồng cây được. Nhưng các bạn yên tâm vì những chất này gần như có thể loại bỏ hoàn toàn. Xỉ than hay còn gọi là xỉ than tổ ong chính là những chất vô cơ còn sót sau khi tổ ong bị cháy hết. Bạn có thể tìm thấy nguyên liệu này ở mọi nơi trong thành phố, nhất là ở các quán ăn. Thành phần chính của than tổ ong bao gồm than cám và bùn hoặc đất sét. Tuy nhiên có thể có các tạp chất khác lẫn vào trong. Nhưng khi nung nóng hơn 1000 độ, phần lớn các chất đều bị oxy hóa và bay hơi. Do đó, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào việc dùng xỉ than để trồng cây sạch hơn. Tuy nhiên, bạn không thể nào trồng cây với 100% xỉ than được, vì bản thân của xỉ than chỉ là chất vô cơ, không cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ cho cây, nên không thể nào thay thế hoàn toàn cho đất trồng. Chính vì lý do đó mà nguyên liệu này thường được sử dụng như sau. Sau đây là những nguyên liệu để chuẩn bị để trồng rau sạch bằng xỉ than. Xỉ than, xơ dừa, sỏi hoặc đá vụn, bát, rau mầm. Thực hiện sỏi hoặc đá vụn cho phía dưới đáy bát để tạo kẽ hở cho rễ mọc ra và phát triển ở phía dưới. Cho xơ dừa vào bát để giữ ẩm cũng như giúp bộ rễ bám chắc. Cho xỉ than lên trên rồi trồng rau mầm vào các lỗ xỉ. Vì không trồng các cây vào đất mà theo phương pháp thủy canh nên cần tưới nước dinh dưỡng hàng ngày. Nếu dinh dưỡng có thể là nước rửa cá thịt, nước vo gạo,